Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng để phân tích đánh giá tình hình trong nước và quốc tế, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, tuy kinh tế toàn cầu sụt giảm mạnh mẽ do dịch COVID-19, hầu hết các nước đều nới lỏng chính sách tài khóa để giữ an sinh cho người dân. Nhưng trong bối cảnh đó, Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh do có quyết sách kịp thời nên 3 tháng qua không có ca nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là thực hiện được mục tiêu kép, đó là kiểm soát được dịch bệnh và không để nền kinh tế bị đứt gãy, bảo đảm an sinh xã hội cho những người yếu thế, lạm phát tăng không đáng kể, giữ được kinh tế vĩ mô, điều hành tỷ giá thành công. Thủ tướng vui mừng thông báo chưa năm nào chúng ta được mùa và được giá về lương thực lớn như năm nay. Trong đó khó khăn thì nông nghiệp vẫn luôn là chỗ dựa, là nền tảng để chúng ta vượt qua. Thị trường chứng khoán ổn định, các lĩnh vực trọng yếu đi lên mạnh mẽ. Tuy có khó khăn nhưng thu ngân sách đạt khá so với dự toán. Chúng ta cũng đã có tổ chức thành công hội nghị ASEAN 36 để góp phần nâng cao uy thế và vị thế quốc tế của Việt Nam. Tại đây chúng tôi đã tuyên bố tại phiên khai mạc, phiên toàn thể và hội họp quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với thực hiện các luật pháp quốc tế trước đông đảo toàn cầu, và ngay nước bạn chúng ta cũng không có cái chuyện phê phán chúng ta trong quan điểm này, là khẳng định vị thế của Việt Nam trong bước đường đi lên với bao nhiêu khó khăn thách thức. Thì cái hội nghị của ASEAN mà tôi nói thêm là chưa bao giờ có sự đồng thuận cao với những vấn đề nhạy cảm. Thủ tướng cũng nêu rõ những rủi ro còn tiềm ẩn, trong đó có hai loại giá có thể ảnh hưởng đến lạm phát, đó là giá dầu thô và giá thịt lợn. Hiện dư địa tài khóa và tiền tệ của chúng ta còn lớn do kích thích tổng cầu. Thủ tướng đề nghị các thành viên cần kiến nghị các giải pháp cụ thể gì, mức độ, mức điểm nào, thời điểm nào để áp dụng cho phù hợp, làm thế nào để vực dậy các ngành, các lĩnh vực kinh tế trọng yếu, nhất là các dịch vụ du lịch. Về giải ngân vốn đầu tư công, cần có biện pháp nào để thúc đẩy giải ngân, không để tình trạng chậm như thời gian qua. Trong điều kiện thị trường quốc tế bị thu hẹp, cầu nội địa giảm, Thủ tướng đề nghị phải có kiến nghị cụ thể để mở rộng thị trường quốc tế, thúc đẩy tiêu dùng trong nước, kích cầu nội địa, thu hút mạnh mẽ đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân và nguồn FDI. Thủ tướng cho rằng càng khó khăn thì càng phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật, tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn